Ví dụ Hanoi thì cô thấy mọi người người nước ngoài hay nhấn vào từ 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 sau Hanoi, Hanoi, I come from Hanoi, I'm from Hanoi, Vietnam. Đấy, Vietnam. Đó, thì nó là sao? Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là làm thế nào để chúng ta nói được tiếng Anh như Tây, như người Mỹ, như người nước ngoài. Thì chắc chắn là nó có cách các bạn ạ. Các bạn nói xem chương trình siêu trí tuệ Việt Nam thì chúng ta cũng thấy đúng không? Các bạn ấy tính toán trong chớp mắt luôn. Có nghĩa là tất nhiên là họ cũng rất là giỏi thật. Nhưng mà cũng có cách nữa, cũng có cả phương pháp để giúp cho cái tốc độ tính toán nhanh hơn. Thì tương tự như vậy, chắc chắn sẽ có cách để giúp cho các bạn có thể nói được tiếng Anh hay hơn. Đó, và ngày hôm nay thì cô giáo Trang Elena sẽ bật mí cho các bạn cái cách đó. Và chúng ta sẽ cần phải luyện tập một chút trong ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa. Thì tiếng Anh của chúng ta sẽ pro, Tây nghe nó sẽ phải gọi là khen lấy khen để luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái quy tắc về ngữ điệu khi nói tiếng Anh nha. Đầu tiên cô sẽ có một cái câu rất là hay như này, các bạn thử nói xem nha. À, giả sử đi, các bạn đang là người Việt nhưng các bạn sẽ nói cho cô câu này là câu tiếng Việt. À, sorry, các bạn là người Mỹ đi nhưng các bạn đang tập tệ để nói tiếng Việt. Đấy, và hôm nay khi các bạn đứng trước rất là nhiều người, các bạn sẽ giới thiệu hay là khen một ai đó bằng một câu đấy nói tiếng Việt, thì các bạn sẽ nói kiểu trọ trẻ theo kiểu người Mỹ như thế nào nhá. Ví dụ cái câu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ là cô Trang xinh đẹp, tự sướng đấy, dạy tiếng Anh rất hay, ví dụ thế đi. Ok, rồi. Nào, các bạn thử đọc cho cô câu này theo kiểu người Mỹ nha. Theo cái giọng của người Mỹ nào. Tức là đọc câu tiếng Việt nhưng theo giọng của người Mỹ. Thử xem. Cô Trang xinh đẹp dạy tiếng Anh rất hay. I feel taking my English is weak. I'm from Hanoi. Ok, Bình Định, Ân Hoàng. Thảo Phương Đàm, Tuyết Nhung. Ok. Những bạn nào mà học lớp offline của cô thì chúng ta hẹn nhau vào tối thứ hai tuần sau nha. Cũng sắp tới rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Câu này chúng ta sẽ không đọc là cô Trang xinh đẹp dạy tiếng Anh rất hay đúng không? Đấy là kiểu tiếng Việt rồi. Và nếu các bạn là người Mỹ, chúng ta sẽ nói câu này thế nào? Ở đây chúng ta lại không nhìn thấy mặt nhau nhỉ? Ví dụ như chúng ta dùng Zoom meeting thì chúng ta có thể nghe được tiếng của nhau luôn, thì cô có thể chỉnh sửa cho các bạn luôn. Ok, rồi. Câu này chúng ta sẽ nói như sau nha. Chúng ta sẽ nói là đây là một cụ này, đây là một cụ, được chưa? Đây là một cụ, đây là một cụ và đây là một cụ, được chưa? Chúng ta phân cụm ra và sau đó chúng ta sẽ có cái ngữ điệu cho từng cụ một luôn, được chưa? Bây giờ các bạn sẽ nói như sau này. Đây là cô là người Mỹ nhá và cô sẽ nói câu tiếng Việt. Nó sẽ không sao giống kiểu tiếng Việt đâu mà nó sẽ như sau. Cô chàng xinh đẹp dạy tiếng Anh rất hay. Ok, rồi. Các bạn thấy có giống giống không? Ai thấy giống thì comment chữ giống có xem nào. Tuyết Nhung, tác anh tác bạn bè vào. Ok. Tác cạn cứng và đồng đội vào học tiếng Anh cùng với mình nào. Nguyễn Thúy, David Hiếu. Ok, cô chàng xinh đẹp dạy tiếng Anh rất hay. Ok, các bạn có thấy cái ngữ điệu của người Mỹ người ta nói tiếng Việt nó rất là khác so với ngữ điệu của người Việt không ạ? Bởi vì ấy, cái cách của người Việt nói tiếng Việt nó sẽ là cái đồ thị kiểu như này này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Tức là từng từ một và đến kết thúc cái từ đấy là nó sẽ bị ngắt lại và nó không liên quan gì đến cái từ sau. Nó cứ bạc 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 từng chữ một. Cô Trang xinh đẹp, nhưng có trong tiếng Anh ấy người ta sẽ nói là cô Trang đấy, kiểu vậy. Tức là từ nào nó cũng nối với nhau và giọng của nó rất là mềm các bạn ạ. Các bạn ghi xuống nhá, bất cứ cái gì mà các bạn nghe được và chúng ta nghĩ là nó cần phải ghi nhớ thì hãy comment xuống để mình tay nó nối với não này để mình sẽ nhớ được tốt hơn. Ok nào, tiếng Anh ấy chúng ta sẽ nói nó sẽ rất là mềm và uốn lượn, mềm và uốn lượn.
Ok, chúng ta không đọc là cô Trang mà sẽ là cô Trang. Đó, cô Trang. Chưa? Không phải là xinh đẹp mà là xinh đẹp. Ok, đó. Thì còn tiếng Việt chúng ta sẽ là ngắt ra cô là cô mà Trang là Trang. Còn đây là cô Trang. Tức là vừa mới dứt chữ cô phát là nó sẽ đến chữ Trang luôn. Đấy, nó sẽ nối vào nhau như thế này. Đấy chưa? Đó, thì đấy là cái. Vậy thì các bạn sẽ tưởng tượng đó là chúng ta nói tiếng Anh ấy, nó cũng giống y như vậy, chúng ta bê nguyên cái kiểu của người Việt nói tiếng Việt sang để nói tiếng Anh. Cho nên chúng ta sẽ nói như sau này. Cái gì? Miss, cái gì? My beautiful teacher, đúng không? Thì sẽ đọc là my beautiful teacher, đúng không? Đấy. Teaching English very well. Đấy, kiểu kiểu vậy. Hoặc là my name Y Trang, đúng không? My name Y Trang. Nhưng mà trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói là gì? My name is Trang. My name is Trang. Very nice to meet you. Very nice to meet you. I come from Nam Định. I'm from Vietnam. Ok? Đó, tí nữa thì cô sẽ hướng cho các bạn sâu hơn một chút về cái cách chúng ta nói như nào. Nhưng mà đấy, cái điều đầu tiên các bạn cần phải nhớ đó là người Việt chuyên gia là bê nguyên cái cách nói của người Việt sang để nói tiếng Anh, cho nên nghe nó rất là thô và nó rất là kiểu cứng ấy. Đấy, còn bọn Tây thì lại bê nguyên cách nói tiếng Anh sang nói tiếng Việt, cho nên nghe nó rất là kiểu nghe nó rất là khác, đúng không? Đấy, như kiểu là xin chào các bạn, tôi tên là Trang. Đấy, kiểu kiểu vậy. Tiếng Anh nói thì nó rất là mềm, cho nên chúng ta phải luyện cái giọng của mình để nó mềm xuống. Còn bạn nào nói quen giọng tiếng Việt ấy mà chuyển sang tiếng Anh nói nó cũng cứng cứng như vậy thì nghe nó sẽ rất là không hay. Không phải my name mà là my name. Được chưa? Rồi bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nói nó mềm xuống như thế nào nhá. Rồi. Để chúng ta nói được một câu nó mềm và nó có ngữ điệu ấy thì các bạn cần phải lưu ý đó là nó chúng ta sẽ phải nói ngữ điệu được của từng từ. Ok. Rất nhiều người nghĩ là ngữ điệu ấy thì nó chỉ có ngữ điệu câu thôi. Nhưng đối với cô ấy, từng từ nó đều có ngữ điệu. Ok, ví dụ như này. Đó là lý do vì sao mà khi cô nói tiếng, đang nói tiếng Anh ấy, mà nói vào tiếng Việt cảm giác nó rất là ngượng. Hoặc là đang nói tiếng Việt tự nhiên nói một cái từ tiếng Anh ấy, thì nó rất là ngượng, được chưa? Bởi vì như sau này. Ví dụ tiếng Việt chúng ta nói từ này là Trang, đấy, tên cô là Trang. Nhưng ấy, trong tiếng Anh khi cô giới thiệu, cô sẽ là my name is Trang. Các bạn thấy sự khác biệt không? Một cái là Trang và một cái là Trang. Ok. Rồi, vậy theo các bạn, một câu trần thuật trong tiếng Việt, tiếng Anh, một câu trần thuật trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ là lên giọng hay là xuống giọng hay là ngang giọng. Ok, một từ trước đi. Một từ nói thì chúng ta sẽ lên giọng, ngang giọng hay là xuống giọng ở cuối cái từ đấy. À, các bạn comment xuống cô xem nào. Cô nói chuẩn giọng Mỹ luôn à. Ok, thank you. Rồi, lên, ngang hay là xuống? À quên mất đấy. Hôm nay cô còn chưa yêu cầu các bạn gọi là cam kết học một cách nghiêm túc, đúng không? Ngồi ghi chép cẩn thận đàng hoàng. Nhớ ghi chép cẩn thận đàng hoàng đấy nhá. Và nhớ là xem từ đầu đến cuối thì mới hiểu rõ hết được. Bây giờ cũng 10 rưỡi rồi, chắc là chỉ cần lên giường đi ngủ nữa thôi, đúng không? Tùy từng từ à? Trà Giang Nguyễn thì nghĩ là tùy từng từ. Còn Tuyết Nhung thì nghĩ là lên giọng. Ok. Rồi, nếu chúng ta tính là từng từ một ấy thì đáp án của chúng ta đó là luôn luôn chúng ta không tùy đâu. Tùy nó chỉ trong tiếng Việt thôi. Tiếng Việt tùy. Ví dụ cái từ này không có dấu thì nó là ngang, dấu sắc, tráng thì là lên, còn tràng thì là xuống. Nhưng trong tiếng Anh luôn luôn là xuống các bạn nhé, luôn luôn là xuống. Cho nên chúng ta sẽ không nói là my name is Trang, mà sẽ là my name is Trang. Được chưa? Nó có thể lên một tí xíu, nhưng cuối cùng luôn luôn sẽ là xuống. Và chính bởi vậy khi mà nói tiếng Anh giọng các bạn phải mềm xuống và phải uốn lượn là theo cái dấu nó hơi xuống như thế này. Đó, các bạn có thể là cái dấu của chúng ta sẽ là sắc huyền. Đấy, nhưng mà đặt mềm ra. Chang. Chang. Ok. Đó, ví dụ như cô lấy ví dụ nha. Bạn
bạn ví dụ bạn Tuyết Nhung đi, tên giả sử tên là Tuyết chẳng hạn, thì các bạn sẽ trả lời như sau này: My name is Tuyết, hoặc là Tuyết, được chưa? À, trong tiếng Anh chữ T nó sẽ hơi bật ra một chút thì có thể nói là Tuyết hoặc là Tuyết đều được nha. Đó, Tuyết. Đó, chứ không phải làm My name is Tuyết, đúng không? Nghe nó kiểu đó nó bị lệch tông ấy. Đó. Cho nên nhiều khi cô bảo các bạn comment xuống. Đấy, nhưng mà đúng ra thì nó sẽ phải là comment. Các bạn ơi, các bạn hãy comment xuống đi ạ. À, nghe nó kiểu nó không hợp được với nhau, đúng không? Đấy, cho nên đôi khi mình phải nói tiếng Việt luôn. Đó. Đấy, để cô xem còn bạn nào. Ví dụ bạn Vân đúng không? Thì sẽ là My name is Vân. À, hay là tôi đến từ Hà Nội thì không phải là I come from Hà Nội mà là I come from Hanoi. Đấy, Hanoi. Noi. Ôi ôi ôi. Đấy, thấy chưa? Hay là ví dụ cô quê Nam Định đúng không? Thì mình có thể nói là I'm from Nam Định. Nam Định. Đó, ok. Đấy là một từ có một đơn tiếp nhá. Đó, xem còn bạn nào tên là gì? Tên hay hay à, chữ tên là Thìm chẳng hạn đi. Đấy, My name is Thìm. Đó, thấy chưa? Các bạn tập để nói giọng nó mềm xuống, hướng xuống một chút. Tiếp, ví dụ từ có hai âm tiết như là từ này. Đấy. Thì để chúng ta có thể nói được nó hay và ngữ điệu tốt thì chúng ta phải biết nhấn trọng âm. Nếu một từ tên riêng như này các bạn nhấn vào đâu cũng được, các bạn nhấn vào nam cũng được, và nhấn vào định cũng được. Nhưng mà thường ví dụ từ Hanoi thì cô thấy mọi người người nước ngoài hay nhấn vào từ sau. Hanoi. Hanoi. I come from Hanoi. I'm from Hanoi, Việt Nam. Đấy, Việt Nam. Đó, thì nó là xác huyền. Ok. Rồi, ví dụ giả sử nhấn vào từ nam đi và từ định, thì từ nào được nhấn các bạn thêm dấu sắc vào, và từ nào không được nhấn thêm dấu huyền, nhưng mà mình đọc nó rất là mềm. Đó, không phải là Nam Định mà là Nam Định. I'm from Nam Định. Đó, được chưa? Nam Định. Ok. Hay là Hanoi, hay là Việt Nam. Đó, I'm from Vietnam. Đó, thì tương tự như vậy, giả sử mỗi câu nó rất là đơn giản như này. Đấy, thì các bạn cũng phân cụm ra. Đấy, đây là một cụm và đây là một cụm. Thì một cái cụm này các bạn có thể nhấn tùy, các bạn nhấn vào từ name cũng được, mà nhấn vào từ my cũng được. Giả sử chúng ta thường bắt đầu nhấn vào cái từ đầu tiên đúng không? Đấy, thì các bạn có thể nói là My name is Trang. Đó, Sóc Huyền. Huyền xa. Đấy. Rồi, để các bạn biết làm nào để nó mềm hơn ấy, thì các bạn cứ tưởng tượng đây nó là nhạc nhá. Và các bạn dùng cái từ la để thay cho cái từ mai nhá. Chúng ta sẽ đọc là la 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 la. My name la 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 is Chang. Ok. Nào các bạn thử đi. My name is Chang. Đấy nhá. My name is Chang. Rồi chúng ta nói câu ví dụ như là rất vui được gặp bạn đi. Đấy, chúng ta sẽ không nói là nice to meet you mà sẽ là nhấn sẽ chia đoạn ra. Nice to meet you. Đây. Đấy, chia đoạn ra. Nice to meet you. Đấy, nice. Đấy, huyền sắc huyền. La 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 la. Nice to meet you. Ok. Còn nếu như bạn nào muốn biết là vì sao mình lại chia cái đoạn như thế này này, thì các bạn chỉ cần nhớ đó là mình nhấn vào những cái từ nào mà nó trọng yếu nhất ở trong câu. Đấy. Mà cái từ đấy nó mang cái ý nghĩa chính của câu ấy. Ví dụ từ to này là cái từ nó không quan trọng lắm đúng không? Đấy, thì chúng ta thường sẽ thêm dấu huyền. Đấy, còn từ meet hay là từ nice là những cái từ mà quan trọng nhất ở trong câu. Không có nó là không được. Đấy, cái từ to mà không có thì mình vẫn hiểu nghĩa. Đó. Nhưng mà hai cái từ này thì không thể ấy được. Đấy, cho nên là chúng ta nhấn vào những cái từ như thế. Còn sau này nếu mà có thời gian thì cô sẽ làm thêm một cái livestream, đó là cách để chúng ta nhấn trọng âm của câu, trọng âm câu. Đấy, thì đây nó chính là trọng âm câu, từ nice và từ meet là trọng âm câu. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể live một buổi sau. Bây giờ các bạn chỉ cần nhớ đó là mình cứ thấy cái từ nào quan trọng là mình nhấn vào, mình thêm dấu sắc vào và đọc nó mềm ra là được. Ok. Nice to meet you. La 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 la. La 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 la.
Ok, very good. Rồi, Lê Thị Minh Tâm, xin chào Lê Huyền Chi. Xin chào Nguyễn Xuân Hùng, xin chào Nguyễn Thị Tâm. Ok, rồi, đó thì đấy là cái phần trọng âm của, à quên, phần ngữ điệu câu. Cách cô dạy thì sẽ rất là khác. Đấy, mọi người sẽ dạy cái phần ngữ điệu sẽ là ví dụ câu trần thuật đọc như nào, câu hỏi đuôi cái thứ đọc như nào. Đó, thì cô sẽ dạy cái phần đấy sau, đọc cái phần đấy trước đã để cho các bạn có cái cảm giác về việc nói tiếng Anh nó mềm và nó mượt như thế nào đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đấy nhá. Phần tiếp theo đó là phần thích các câu bình thường chúng ta sẽ đọc trọng âm như thế nào. Thì có hai dạng ngữ điệu, sorry, có hai dạng ngữ điệu. Một là ngữ điệu lên và hai là ngữ điệu xuống. Ví dụ tên của cô là Trang Elena đúng không? Đó, thì ví dụ cái từ Trang này, ngữ điệu xuống sẽ là Trang. Đó, Trang. Còn ngữ điệu lên sẽ là Trắng. Đấy. Ok. Ví dụ từ you hay là từ love đi cho máu. Rồi từ yêu nhá. Thì ngữ điệu xuống sẽ là love và ngữ điệu lên sẽ là love. Đó. Thì đấy, nó sẽ có hai loại ngữ điệu như thế. Thì trong câu nó cũng sẽ có hai ngữ điệu như vậy. Vậy thì theo các bạn câu nào thì chúng ta đầu tiên câu hỏi đầu tiên này, ngữ điệu lên hay là ngữ điệu xuống là ngữ điệu phổ biến nhất trong tiếng Anh? Các bạn comment xuống cô xem nào. Nghệ An nói làm sao hả cô? Nghệ An sẽ là nghe an. Đấy, nghe an xa huyền la là. Các em chỉ cần thay bằng chữ la và thêm dấu sắc và dấu huyền vào là được. La là. Ok, nghe an. Đó. Rồi. Nó cứ lên xuống. Mọi người, cái đáp án lên và xuống nó bằng nhau. Đáp án của chúng ta đó là ngữ điệu xuống trong tiếng Anh là ngữ điệu phổ biến nhất và nó chiếm tới tầm khoảng 80 cho đến 90% nhá. 80 đến 90% trong tiếng Anh, còn chỉ có 10 đến 20% là ngữ điệu lên thôi. Đấy, cho nên là nếu mình không biết là đây là lên hay xuống thì các bạn có xuống cho nó chắc. Đấy chưa? Thực ra là nó có rất là nhiều các cái quy tắc để các bạn đọc ngữ điệu. Đấy, nhưng mà cô sẽ cố gắng là tóm nó gọn nhất và dễ nhớ nhất cho các bạn. Đấy, để các bạn có thể là thực hành được luôn. Ví dụ này, các bạn chỉ cần nhớ nha, cái câu phổ biến nhất trong tiếng Anh là câu trần thuật. Câu trần thuật. Đấy, câu trần thuật là như nào? Là cái câu không phải là câu hỏi, là không phải là câu cảm thán. Đấy thì là câu trần thuật. Câu trần thuật là cái câu kể lại một cái điều gì đó thôi. Đấy, ví dụ như là ví dụ mình nói là tôi yêu tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, đây là một câu trần thuật, câu nói gì đó thôi. I love English. I love English. Đấy, huyền xác, xác huyền đúng không? Là I love English. À, thấy chưa? Đấy, là I love English. Thì các cái câu này này chúng ta nhấn vào từ love đúng không? Đấy, thì thêm dấu sắc vào và cái từ này nó có trọng âm là từ in, thêm dấu sắc vào đây là được. I love English. Đấy, đây là một câu trần thuật. Đó, hay là cái câu kiểu như là I go to work every day. Tôi đi làm mỗi ngày đúng không? Đấy, tôi đi làm mỗi ngày. I go to work every day. Thì chúng ta nhấn vào từ go, từ work và từ e. Every day là mỗi ngày. Every day. Đó, thì I go. Thì chúng ta phân đoạn ra. Đây là một cụm này. I go là một cụm này. To work là một cụm này. Every day là một cụm này. Và cứ mỗi cụm này thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào một cái từ quan trọng nhất của cụm đấy. I go là to work. Huyền sắc là every day. I go to work every day. Ok? Đó, thì đấy là cách mà mình nhấn trọng âm của một câu trần thuật. Rồi. Tiếp theo. Tiếp nó vẫn là xuống nha. Vẫn là trọng âm xuống. Thì chúng ta còn có một cái loại câu nữa cũng rất là phổ biến mà ngày nào các bạn cũng dùng luôn đấy. Các bạn biết là câu gì không? Câu gì? Các bạn ghi xuống ra nào, comment xuống cô xem nào.
Đây là câu gì? Xin chào Lưu Thắm, Nguyễn Ngân, Trần Ước, ok, Hằng Apple, Linh Nguyễn. Ok, các bạn tiếp tục share livestream cho anh em Nam Châu biết nha. Đỡ mất công cô lão. Mình mà kiểu lôi quần áo ra bán thì chắc là sẽ thu hút nghìn người xem đấy nhỉ. Mãi dù, mãi dù. Ok, rồi. Đây là cái câu, nó gọi là câu WH question. Câu hỏi có từ để hỏi đúng không? Đó, cái từ này có thể là what, why, where, who, whom, hay là whose, which. Đó, thì đấy là những cái từ có từ để hỏi. Thì cái câu này nó cũng được coi là một câu trần thuật các bạn nha. Ok, chúng ta sẽ xuống giọng. What's your name? What's your name? What's your name? Đó, chúng ta có thể nhấn vào từ để hỏi này. What? What's your name? Đấy, hay là cái từ, cái câu mà ngày nào chúng ta cũng hỏi đúng không? Bạn có khỏe không? Đó, không ai hỏi là how are you cả, mà là sẽ là how are you? How are you? How are you? How are you? Ok, rồi, đấy, thứ nhất là câu trần thuật này. Đó, thứ hai là câu hỏi này. Rồi, đấy các bạn, nói chung là chỉ cần nhớ khoảng 80-90% những cái câu trong tiếng Anh thì sẽ là xuống. Đấy, còn một cái loại câu cũng khá là phổ biến thì ví dụ như câu mệnh lệnh ấy, ví dụ như là put it on. Put it on. Đấy, put it on. Ok, put on có nghĩa là mặc vào. Put it on có nghĩa là gì? Mặc nó vào. Ok, mặc nó là cái gì các bạn tự tưởng tượng nha. Put it on. Put it on. La la la. La la la. Put it on. Ok. Câu hỏi. Câu hỏi. Nguyễn Văn Lớn. WH questions. Ok. Livestream mờ hả? Mọi người có thấy mờ không? Xin chào Lê chị em. Lụa. Linh Đỗ. Tôi nghĩ là nó vẫn ok mà. Không thể có dấu hiệu bị yếu mạng nhỉ. Bạn nào thấy rõ thì comment rõ cho cô nhé, để xem nó có bị vấn đề gì không nhé. Đấy, thì đấy là câu này là câu câu mệnh lệnh. Đây là câu hỏi, có từ để hỏi WH. Và câu trần thuật nữa. Thì đó. Và rất là nhiều các loại câu khác nữa. Các bạn chỉ nhớ là hầu hết sẽ là xuống giọng. Chỉ có một số ít những cái câu nó lên giọng thì là những câu như sau này. Thực ra nó sẽ có một số cái trường hợp rất là nhỏ nhỏ, nhưng nó chỉ là những câu rất là nhỏ thôi, các bạn không cần quan tâm quá nhiều. Bởi vì là càng nhớ nhiều thì nó càng dối. Đấy, cho nên là cứ câu nào mà mình không chắc cứ xuống giọng cho cô. Ok, không ai hỏi là how are you mà là sẽ là how are you? What's your name? Where are you going? Where are you from? What do you do? Đấy, do. Tức là cái câu này mình có thể là lên một tí ở dưới, nhưng cuối cùng mình vẫn xuống nhá. Ví dụ như là what's your name? What's your name? Ok, bạn nào mà chưa đọc được nhanh ngay thì chúng ta cứ đọc chậm, và sau đó tăng tốc độ dần lên thì cái ngữ điệu của mình nó cũng sẽ rất là hay. What's your name? Ok, rồi. Không mờ à? Ừ, rõ à? Rồi. Câu nào lên giọng thì bây giờ cô sẽ nói nha. Cô đã phải đầu tư mua một quả camera rời để livestream cho nó nét mà. Nếu mà nó không nét thì chắc là chỉ do mạng thôi. Ok, bây giờ chúng ta xuống trong trường hợp nào này. Xuống ấy thì nó chỉ có là rất là ít trường hợp, trong đó cô sẽ nói hai trường hợp phổ biến nhất. Đấy, thì các bạn chỉ cần nhớ hai trường hợp này là ok. Trường hợp số 1 đấy là câu yes no question. Yes, no question. Đấy. Ví dụ như kiểu là yêu anh không? Có. Lấy anh không? Không. Đó, kiểu như vậy. Yêu anh không? Thì câu trả lời sẽ là có hoặc là không. Thì những câu nào mà cái câu trả lời là có hoặc là không thì đấy nó gọi là câu yes, no question. Đó. Ví dụ như là mình sẽ hỏi là do you love me? Đấy. Các bạn có yêu cô không? À, thì đây thì các bạn sẽ trả lời là có hoặc không, đúng không? Đó, thì đây chính là câu yes no, và thường nó sẽ bắt đầu bằng một trợ động từ như là do hoặc là are you American,
bạn là người Mỹ hả? Hoặc là are you an English teacher? Bạn là giáo viên tiếng Anh à? Hoặc là are you from Vietnam? Bạn đến từ Việt Nam hả? Hoặc là are you from Hanoi? Hanoi? Đó. Are you from Hanoi? Bạn đến từ Hà Nội à? Đó, thì đấy là những câu mà trần thuật, hay là did you gì đó, bạn đã làm cái gì đó. Thì đây là câu yes, no. Đó, thì chúng ta sẽ là lên giọng nha. À, nhiều bạn biết là cái này lên giọng nhưng không thực sự biết cách lên như thế nào. Thì cách lên như sau này, ví dụ từ này kết thúc, câu này kết thúc là từ me nha. Muốn lên được thì chúng ta sẽ phải xuống trước. Chúng ta sẽ là me, me, me. Đó. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Đó. Câu này vẫn nhấn là từ love nha. Từ này từ quan trọng nhất ở trong câu này. Đó. Thì do you, Huyền Huyền này, love me. Đấy. Từ này với từ này nối với nhau sang luôn. Đó. Mặc dù từ này là nhấn trọng âm nhưng mình không lên, bởi vì là cái từ me này nó lên rồi, cho nên từ này nó sẽ bị gọi là biến đổi một chút, là nó hơi xuống giọng một tí để chuẩn bị cho từ me này lên. Do you love me? Love me? Love me? Đó. Do you love me? Đó. Hay là chúng ta có rất là nhiều câu đúng không? Bạn có phải là học sinh không? Chúng ta hỏi thế nào nào? Bạn có phải học sinh không? Are you? Các bạn comment xuống câu đấy đi. Bạn có phải là một học sinh không? Nào. Are you a student? Đó. Từ này có hai âm tiết, stu và din đúng không? Thì là stu là xuống này, din là lên. Student. Ok. Đó, giống như kiểu trong tình yêu thì nó sẽ mù quáng ấy. Cái từ này đúng ra trọng âm nó sẽ là student. Nếu mà từ này đứng một mình thì như cô vừa nói, đó là một từ đứng một mình thì luôn luôn xuống giọng ở cuối cái từ đấy. Student. Student. Đó, từ này là học sinh đúng không? Nhưng khi nó vào câu yes, no thì các bạn lại phải biến nó đi một chút để đảm bảo là cái cuối giọng nó phải lên. Student. Student. Are you a student? À, rồi cô hỏi các bạn nha, các bạn trả lời nào. Are you a student? Các bạn sẽ trả lời yes, I'm a student. Đó, cái câu mà trả lời thì nó lại không phải là câu hỏi nữa, thì lại xuống giọng nha. Yes, I'm a student. Đấy. Yes, I am a student. Hoặc là I'm a student. Ok. Rồi, dành cho những người đi làm này. Are you working? Đó. Are you working? Đấy. Câu này không có nghĩa là bạn có đang làm việc không nhá. Cái câu mà bạn có đang làm việc không, tức là ý là bạn đang ở trên văn phòng để làm việc bây giờ ấy, thì câu đấy chúng ta sẽ hỏi là are you at work? Đấy. Đây, bạn có đang làm việc ở trên văn phòng bây giờ không? Thì là are you at work? Còn cái câu are you working, ý là bạn hiện tại bạn đang đi làm, hay là bạn đang đi học, hay là bạn đang thất nghiệp, hay là như nào đấy, thì là are you working? Đó. Đây là câu hỏi nha các bạn. Đó, thì là working. Working. Are you working? Và nhớ là dấu sắc của chúng ta lên nó mềm thôi nha. Đừng có working. Are you working? Như kiểu tiếng Việt thì nghe rất là kinh đúng không? Are you working? Và are you at work? Đó. Thì đây đều là những câu yes no question. Rồi. Bây giờ bạn có ở Hà Nội không? Sẽ là are you in Hà Nội? Đấy. Đây là dấu hỏi nha các bạn. Are you in Hà Nội? Hà Nội. Bình thường sẽ là Hà Nội. Đúng không? Đây là Hà Nội. Đó. Cô viết rõ ra đây để cho bạn nào mà nghe không được tốt lắm, không phân biệt được, thì chúng ta có thể nhìn cái hình để chúng ta đọc theo được này. Hà Nội. Đó. Hà Nội. Are you in Hà Nội? Ok, xem nào. Are you a student? Do you have husband? Ok. Danh từ ở đây thì chúng ta luôn luôn phải có chữ nha cưng. Đấy, này, cộng với một danh từ này. Do you have a husband? Không ai hỏi thế cả, người ta hỏi là are you married? Đấy, cô lấy chồng chưa, là are you married?
That is secret. Bí mật nha. Thì đấy là cái cách mà chúng ta lên giọng vào cuối câu. Đó, thì đấy là cái trường hợp phổ biến nhất mà chúng ta lên giọng vào cuối câu. Còn cái trường hợp thứ hai ấy, đó là sẽ có một cái câu, đó là câu hỏi đuôi. Người ta gọi là tap question. Tap question. Đấy, câu hỏi đuôi. Cái từ tag này các bạn biết đúng không? Tag ấy, tag tên ai đó vào ấy. Đó, cái từ tag này có nghĩa là gắn thẻ này, hay là còn có nghĩa là nó gắn vào đâu đó. Hay cái từ tag này còn có nghĩa là cái bảng giá ở trong cửa hàng. Ví dụ quần áo gì đấy thì nó có một cái name tag. Price tag thì đúng hơn. Price tag là cái bảng giá. Ok. Thực ra những cái từ xung quanh chúng ta nó rất là đơn giản đấy các bạn. Đây, price tag. Đây là bảng giá nhá. Đấy, nó dính trên quần áo khi mà chúng ta đi mua hàng ấy. Hay chúng ta có name tag. Name tag. Và ví dụ các bạn đi dự sự kiện gì thì chúng ta hay được đeo một cái thẻ này, hoặc là dính một cái thẻ tên ở đây này. Đấy, thì nó gọi là name tag, tức là dính cái thẻ tên, dính vào người. Đó, thì cái từ tag question tức là câu hỏi đuôi hay là câu hỏi dính vào cái câu đằng trước. Ví dụ như là mình sẽ hỏi là Are you a student? Đấy. Aren't you? Đấy. Oh. You are a student, sorry. You are a student, aren't you? Đó. Đằng trước là một câu trần thuật bình thường và đằng sau mình gắn thêm cái câu này vào. Thì nghĩa của nó là phải không? Bạn là một học sinh có phải không? You are a student, aren't you? You are a student, aren't you? Đó. Phải không như tiếng Việt đấy. Đó. Thì cái này nó sẽ là trợ động từ trước và chủ ngữ sau. Và trợ động từ nó chính là cái trợ động từ của cái từ này luôn. Đó. Và chủ ngữ cũng là cái này luôn. Đó. Nó cũng đơn giản thôi. Và chỗ này chúng ta sẽ lên giọng. Tuy nhiên thì nó có một cái trường hợp như này nữa. Đấy là đây là mình không chắc nên mình hỏi. Ví dụ như là giả sử như mình thấy bạn Vân Trần đi, bạn ấy trông avatar rất là trẻ, mình không đoán, mình không nghĩ là bạn ấy đi làm rồi, mình nghĩ là bạn ấy đang là sinh viên, thì mình sẽ hỏi bạn ấy là you are a student, aren't you? Đó, Vân em là sinh viên à, ví dụ vậy. Thì mình không chắc nên là mình hỏi để lấy thông tin. Còn đôi khi nó sẽ có trường hợp đó là mình chắc chắn rồi, cho nên mình hỏi chỉ để người kia confirm là có thôi. Ví dụ như mình nói là Trần Văn Lâm đẹp trai nhờ, mày nhờ, đúng không? Thì tức là mình đã chắc chắn rồi, mình nghĩ là ai cũng nghĩ là anh ấy đẹp trai rồi đấy. Thì mình sẽ nói là Trần Văn Lâm, tên thủ môn đội tuyển Việt Nam, đúng không các bạn? Chuẩn không? Đấy, Trần Văn Lâm is handsome. Đấy, isn't he? Đó, cứ thế này khẳng định thì cái dưới này phủ định, thấy chưa? Trần Văn Lâm is handsome, isn't he? Đó, thì lúc này là chúng ta sẽ xuống giọng. Isn't he? Sắc huyền. Isn't he? Isn't he? Đó, thì xuống giọng tức là mình khẳng định luôn rồi, chứ mình hỏi chỉ gọi là để ấy vậy thôi. Khi mình hỏi như này mà đứa nào mà trả lời là no ấy, là nó trêu mình luôn đấy, đúng không? Bởi vì khi mình đã xuống giọng có nghĩa là người ta đã biết là mình, cái ý của mình như thế rồi. Trần Văn Lâm đẹp trai nhở? Đẹp cái gì, ta thấy xấu trai như ma. Thế là anh em bảo ném lá luôn. Bởi vì là đấy, kiểu như vậy, bởi vì mình đã nghĩ là đúng rồi. Đấy, còn câu này mình không biết là có đúng hay không, nên mình sẽ phải hỏi thì sẽ lên. Nhưng mà hầu hết ý, thì nó sẽ là câu lên giọng. Thường mình sẽ nói tag question khi mà mình không chắc chắn điều gì đó. Đấy, cho nên các bạn chỉ cần nhớ đó là câu yes no và cái câu mà tag question như này là lên giọng là ok. Được chưa? Và đôi khi cái từ câu này các bạn không dùng mấy ấy, thì cũng bỏ qua luôn. Các bạn cũng chỉ cần nhớ đó là cái câu như này thì sẽ lên giọng. Đó. Còn cái câu hỏi đấy thì có hai cái trường hợp chính là lên giọng như thế thôi. Còn xuống giọng thì nó sẽ là câu WH, what's your name? How are you? Hoặc là câu mệnh lệnh, put it on. Hay là một câu trần thuật bình thường, câu nói chuyện kể bình thường là my name is John, nice to meet you. Đó, thì là xuống giọng. Đấy. Ok, nhớ là 90% là xuống giọng,
còn chỉ có khoảng 10 đến 20% là lên giọng mà thôi. Đó. Ok. Đấy thì cô nghĩ là ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được một số cái cách để mình nói được tiếng Anh nó hay hơn rồi. Nhớ là mình để ý, không thể nào các bạn nghe một lần mà các bạn có thể hót như chim hay là nói như Tây được đâu. Đấy là một cái chuyện nó cực kỳ là khó, gần như không thể. Bởi vì là cái trong tiềm thức của chúng ta đã gắn một cái cách nói tiếng Việt nó quá lâu, vài chục năm rồi. Đấy, cho nên là không thể ngay lập tức chúng ta switch, nghĩa là chuyển đổi được nó qua. Nhưng mà các bạn có ý thức một chút khi mà chúng ta nói một câu gì đó thì mình biết là câu này lên hay xuống, và mình nói cho lại để mình nói cho nó đúng, thì sau này nó sẽ tăng dần cái phản xạ lên. Ok, so very nice to meet you today and I hope that is you like it. So do you have any questions?